Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có tiến triển nhưng vẫn còn khá chậm chạp. Số liệu mới nhất do Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản JETRO công bố trong một cuộc họp báo sáng nay cho biết, trong 4 năm kể từ 2010 đến 2014, thì tỷ lệ cung ứng nội địa của Việt Nam chỉ tăng thêm khoảng 11 điểm phần trăm. Theo Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản JETRO, vấn đề lớn nhất khi doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam là sự thiếu hụt của ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong vòng 4 năm qua, từ 2010 đến năm 2014, tỷ lệ cung ứng nội địa cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam chỉ tăng mức 22,4% lên 33,2%. Nếu so với một số nước xung quanh như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, thì tỷ lệ này vẫn còn khá thấp. Ông Hirotaka Yasuzumi, giám đốc điều hành văn phòng JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, qua nhiều cuộc xúc tiến giao thương mà đơn vị này tổ chức gần đây cho doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản gặp gỡ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, thì vốn chính là trở ngại hàng đầu khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khó phát triển. Từ năm ngoái đến nay, chúng tôi đã tổ chức được 3 buổi kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản vào tháng 7, tháng 10 năm trước và một lần nữa vào tháng 3 vừa rồi. Qua các cuộc gặp gỡ thì số doanh nghiệp hai bên kết nối được với nhau đã tăng lên nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn về vốn để có thể đầu tư sản xuất, đáp ứng được các đơn hàng từ phía Nhật Bản. Để tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển, hiện JETRO đang duy trì hình thức đối thoại mang tên Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản. Ngoài ra, vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tới tại thành phố Hồ Chí Minh, JETRO sẽ cùng với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC và công ty Richardes đồng tổ chức cùng lúc hai triển lãm là triển lãm Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ 2015 và Metalex Việt Nam 2015. Ngoài ra, trong động thái mới nhất, Quốc hội cũng bắt đầu thảo luận về việc đưa ra luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tạo điều kiện cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Dự thảo luật đang thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng kinh tế chung AEC sắp hiệu lực vào cuối năm nay.